Xin chào, hôm nay Jenny học tiếp ngày số 3 tuần 5 Ok, hôm nay đọc về một cái bài đọc này Nhìn thoáng qua thì cũng không dài lắm Ok, nhưng mà hôm nay có một cái hơi đặc biệt một chút Là tên của cậu bé này À, tên của cậu bé này thì đọc theo tức là tên của cậu bé này thì lại không phải là tên kiểu tiếng Anh mà là theo kiểu tiếng Tây Ban Nha và cái chữ này ấy thì được đọc là hâu dây hâu dây Ok cái quy tắc đọc thì nó nói tiếng Tây Ban Nha thì là cũng không rõ lắm chỉ biết là nghe người ta trên trên mạng đọc thì người ta đọc là uh, dây Ok Giờ yeah. uh, Jenny bây giờ con uh, bắt đầu uh, Đọc cái bài học ngày hôm nay nào Jose got into his red wagon He was ready for a ride He had an apple in his pocket He had a map on his lap Best of all Jose had his rock. Jose asked where he should go. Then he rubbed the rock. The answer showed up. So Jose pulled the hand the wagon's handle. Two wings came out. The wagon flew into the air. Ok, rất tốt rồi à, Chúng ta xem bài ngày hôm nay có những cái từ mới nào nhá Ok, đây cái chữ này là Jose à, Tên của cái bạn này Tên của cậu bé này cái Cách đọc thì nó cũng hơi lạ lạ một chút Tại vì nó không phải tiếng Anh Ok Wagon à, Wagon là cái xe như thế này, Ở cái xe như thế này ấy, thì được gọi là wagon. À, mình có thể tạm gọi là một cái xe kéo à, bao gồm nó có bốn cái bánh à, để dùng mình dùng kéo một cái những cái vật nặng. Đây nó có một cái tay cầm đây à, dùng để kéo những vật nặng ở trong này. Thì người ta gọi là wagon. Ok. pocket à, là cái túi, map là cái bản đồ đây, cái bản đồ đây, Đó. his lap là ở trong trong lòng trong lòng của anh ấy, anh có cái bản đồ trong lòng anh ấy, ok, best of all tức là tốt nhất là, à tốt nhất là Hosea uh, dây có một cái viên đá rock đây là viên viên đá đây cái cái từ rub à, cái từ này cũng không còn là mới nữa nó là từ cũ rồi trong những cái bài trước thì chúng ta nói đến cái từ rub tức là một cái hành động người ta trà nhẹ lên cái viên đá này cái show up, Showed up tức là hiển thị ra, cái pull là kéo, kéo cái này, cái handle đó, chính là cái cái tay cầm này, đây, đây là cái tay cầm, wagons handle tức là cái cái tay cầm này của cái xe kéo này, came out uh, nó chính là cái gọi là xuất hiện ra hiện ra ok flu into the air tức là bay vào trong không trung ok cái bài này thì uh, nhìn chung là cũng um, hơi khó một chút mỗi một câu thì nó không dài lắm nhưng mà cả một bài này thì nó hơi hơi dài một chút ok uh, thì cái bài này nói về một cái bạn uh, cậu bé này tên là hầu dây hầu dây thì đi vào bên trong một cái xe kéo màu đỏ của anh ấy à, anh ấy sẵn sàng để đi cái okay. anh ấy có một quả táo vào trong túi ok trong hình này thì chúng ta có thể chơi không nhìn thấy vì nó ở trong túi rồi ok anh ấy có một cái bản đồ ở trong lòng của anh ấy ok tốt nhất là anh ấy đã có một cái viên đá đây viên đá đây anh ấy hỏi cái viên đá là cái nơi mà anh ấy muốn đi sau đó thì anh ấy chạm nhẹ trà nhẹ vào cái viên đá này à, thì cái câu trả lời nó sẽ xuất hiện sau đó thì hậu dây sẽ kéo cái tay cầm của cái xe kéo này và hai cái cánh nó hiện ra và cái xe kéo này bay lên trên trời hay là bay vào trong không chung ấy, có nghĩa là à, bay lên trên trời uh, Ok Thế thì uh, nội dung của cái bài ngày hôm nay nó vẫn là nội dung về fantasy and reality Có nghĩa là xác định xem cái gì là cái mà tưởng tượng ra, cái gì là cái thật Đấy, Thì trong này cũng sẽ có những cái thật Cái xe này, wagon này là thật Rồi xem là có nội dung gì là tưởng tượng Ok nó là không có thật Rồi uh, Sunny bây giờ để hiểu rõ hơn về cái bài này thì con sẽ làm những cái câu hỏi dưới này ok bây giờ câu thứ nhất này what in the story can happen cái gì ở trong cái câu chuyện này là có thể xảy ra tức là nó là thật đấy ok sunny bây giờ con đọc các đáp án này và con xác định xem là cái điều gì là thật ở trong cái câu chuyện mà con vừa đọc Cho đáp án là B. A rock can answer a question. Ồ, oh, một cái viên đá có thể trả lời được một câu hỏi không? Ồ, oh, cái này có phải là thật một Cái điều thật xảy ra không nhỉ? Một cái viên đá có thể trả lời được câu hỏi không? Không, một cái viên đá thì làm sao mà trả lời được một câu hỏi? Đúng không? À, viên đá thì giờ là viên đá thôi đúng nhỉ ờ như vậy đáp án a này à đáp án b này là đáp án không chính xác rồi ok Johnny bây giờ con gạch cái đáp án b này đi và con chọn giữa đáp án a và c con gạch đi chọn giữa đáp án a và đáp án c xem đáp án nào là đáp án đúng tức là cái điều gì trong câu chuyện này có thể xảy ra nó là thật đấy nha nó là thật chứ nó không phải là tưởng tượng Ok, đáp án là C nào. Tôi nên chọn đáp án C lần thứ hai, chọn đáp án C. A boy can have a wagon. Một cậu bé thì có thể là có một cái xe kéo. Đúng rồi, cái điều cái điều này là thật. Cậu bé này có thể có một cái xe kéo này. Đấy, đây là điều thật. Ok. Thế còn đáp án A nào? A wagon can have wings một cái xe kéo lại có thể có cánh không một cái xe kéo thì không thể có cánh được đúng không cái đây điều này là điều tưởng tượng ra thôi và cả cái đáp án b nữa là một viên đá mà có thể trả lời một câu hỏi thì cái điều này cũng không thật chỉ là tưởng tượng ra thôi ok như vậy là câu hỏi số một thì bạn đúng là đáp án c a boy can have a wagon ok cho nên chú ý nhá và sang bài số 2 nào. What in the story is make believe. Make believe là tưởng tượng ra. Ok, cái gì mà trong câu chuyện này là tưởng tượng ra, tức là nó không có thật. Sunny, nào bây giờ con làm cái câu số 2 này nào. Đọc thật kỹ nhá. Cái điều gì là cái điều mà tưởng tượng ra thôi chứ nó không có thật. Ok, nên cho đáp án là C. A boy has a flying wagon. À, tức là một cậu bé thì có một cái xe kéo bay được. Xe kéo bay. Đúng rồi, một cái xe kéo thì nó không bay được. Đúng không nhỉ? Và một cậu bé có một cái xe kéo bay ấy thì thì nó chỉ là điều tưởng tượng thôi. Nó là cái make believe thôi. Chứ nó không thật. Tức là đáp đoán A thế nào? A boy has an apple. Một cậu bé thì có một quả táo. Điều này đương nhiên là thật rồi. Cậu bé có thể có một quả táo chứ, đúng không? A boy sits in a wagon. Cậu bé ngồi ở bên trong cái xe kéo. Thì điều này là là thật. Ok. À, không có gì là, là tưởng tượng cả. Như vậy đáp án là C. A boy has a flying wagon. Ok, tiếp theo bây giờ sang uh, câu số 3 What is magic in the story? Uh, cái điều gì là cái thần kỳ ở bên trong cái câu chuyện này Rồi à, nào xem uh, con xem xem trong, trong cái câu chuyện này thì cái điều gì là cái magic là cái uh, thần kỳ trong cái câu chuyện này Johnny con đã đọc xem con chọn đáp án nào Ok, Johnny chọn đáp án là B, The Rock and the Wagon, à, đúng rồi. viên đá và cái xe kéo, đúng không? Cái viên đá thì lại có thể hiển thị ra được cái câu trả lời. Đó. Còn cái xe kéo thì có thể có cánh đó, và và bay lên trên không trung. À, như vậy thì cái viên đá và cái xe kéo là cái điều thần kỳ là cái điều magic ở trong câu chuyện này còn hâu dây và và cái quả táo thì không không có gì cả bình thường không thần kỳ the map and the apple một cái bản đồ và một cái quả táo thì cũng không có gì thần kỳ ở cái bài này rồi cái okay, đáp án là à, là B the rock and the wagon Tiếp theo bây giờ sang câu uh, số 4 nào Câu cuối cùng của bài học ngày hôm nay bạn uh, Bài này thì tôi nói dễ thôi Circle the, the, two words that are the same Tức là hãy khoanh vào hai cái từ uh, Mà nó giống nhau Đây ta nhìn thấy là Trong câu này có tất cả là Năm từ Rất dễ thôi Và chúng ta nhìn xem năm cái từ nào ấy mà nó giống y như nhau ấy ở trong đó có hai từ mà nó giống y như nhau ấy trong năm cái từ này thì chúng ta khoanh tròn vào thôi ờ rất dễ không vấn đề gì cho nên bây giờ con là tìm xem nào hai từ giống y như nhau sau đó con khoanh tròn vào thôi rất đơn giản Tiếp nào hai từ Ok Như vậy là Jenny đã chọn được hai từ là Ride Và từ này cũng là Ride à, Câu số 3 và câu số 4 Hai từ này giống y như nhau Chúng ta xem những câu khác xem à, Câu số 1 là Red Câu thứ hai là Read Câu số 5 là Road Ok ba à, cái từ này là những từ trông khác nhau chỉ có hai từ giống nhau là right câu thứ 3 và right câu số 4 à, ok như vậy là hôm nay chúng ta đã học xong cái bài à, tuần thứ ba ngày thứ năm cái bài này thì à, cũng hơi khó một chút tại vì là nó cũng tương tương đối có nhiều từ mới và cái bài này thì cũng nói về à, cái thì quá khứ một cái câu chuyện kể lại. đây à, chúng ta quan tâm đến một số cái động từ và quy tắc như là là got into tức là lên lên cái xe này, vào cái xe này. À, đây là từ got into và thể nguyên thể của nó là được. là get, ok get. Đây là từ bất quy tắc. Ok đây là was à, là động từ to be nguyên thể của nó là uh, is uh, is cái chữ had đây cũng là quá khứ của từ ha, has He thì nó là has nhưng chuyển sang quá khứ nó sẽ là had ok cho một từ had had đây câu này cũng là had chữ này là chữ ask uh, hỏi hỏi nguyên thể của nó ở đây uh, thêm quá khứ vào thì chúng ta thì thêm id vào thôi và chữ id này sẽ được đọc là chữ t asked, ok. À, còn cái chữ này là chữ rub rub nguyên thể của nó chỉ thế này thôi, ok. À, và khi mà chúng ta chuyển sang quá khứ à, chúng ta là phải nhân đôi cái chữ b này ra, à, nhân đôi chữ b này. tại vì phía trước nó là một nguyên âm, à, cho nên chúng ta phải nhân đôi chữ b này sau đó chúng ta mới thêm cái ED và sau, trông nó dài thế này nhưng mà chúng ta chỉ đọc là bird, à, rubber nó vẫn là một âm tiết thôi, chứ nó không phải hai âm tiết, một âm tiết thôi, rubber, ok, the answer, chữ này là câu trả lời, câu trả lời, cái okay. show, show up. ta sẽ đọc nối âm hai cái cái chữ đọc là D sau bên đây Thành Dup Showed up Ok Chữ này cũng là <laughs> Chữ này cũng là động từ có quy tắc Thêm ID vào sau thôi Chữ này cũng thế Pull <laughs> Tức là kéo Thêm ID và sau thôi Và đọc là chữ D Pulled Ok có chữ này là bất quy tắc này Chữ này là Come out Tức là hiện ra Xuất hiện ra thì quá khứ của nó là came out came out hiện ra ok thế nào nó là bất quy tắc này tức là là fly và chuyển ra quá khứ là flu đây là flu fly flu ok cũng tương đối nhiều từ mới đấy và hầu hết là các động từ ở dạng là bất quy tắc và có quy tắc khi mà chúng ta chuyển sang Uh, thì quá khứ khi mà kể một câu chuyện đấy kể lại một câu chuyện thì cái câu chuyện đó xảy ra rồi do vậy là tất cả các động từ đều được sử dụng ở thì quá khứ đấy, và nó có một số thì bất quy tắc một số thì là có quy tắc uh, ok như vậy là Johnny đã học xong cái ngày số 3 rồi bảo nó hơi khó một chút ok goodbye